Hi hi hi, xin chào các em đã quay trở lại với kênh Lady Bla Bla. Đây là kênh học tiếng Anh cùng cô Trâm ở Athena. Để cập nhật được nhiều video mới thì các bạn hãy subscribe kênh này nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học Unit 13, Unit 13 của tiếng Anh lớp 5, English 5, Unit 13. What do you do in your free time? Tức là bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình, trong thời gian rảnh rỗi của bạn. Rồi, trước khi đi tìm hiểu bài này thì chúng ta nên học một chút về từ vựng. Vậy các con hãy look, listen, repeat and remember. Nhìn, lắng nghe, nhắc lại và ghi chú để ghi nhớ. Ôi, bài gì mà nhiều hoạt động vui chơi thế này. Hy vọng các con vẫn có thể giữ được tập trung để xem tiếp video này. Chúng ta sang phần ngữ pháp. Lesson 1. Bây giờ mình hãy nhìn vào ví dụ nhé. What do you do in your free time? Tức là bạn làm gì trong thời gian rảnh của mình? Bạn trả lời này. I ride my bike in the park. Tức là tớ đạp xe đạp ở trong công viên. Và chúng ta hãy nhìn cách dùng của nó nhé. Ok, ví dụ tiếp theo này. What do you do in your free time? Vẫn thế đúng không? I surf the internet. I surf the internet. Tức là tớ lướt web. Thì free time là thời gian rảnh. Và đây là các cái hoạt động ở thời gian rảnh, hoạt động vui chơi. Vì vậy, cấu trúc này chúng ta dùng để hỏi và trả lời các hoạt động và thời gian rảnh của chính mình. Đấy, người ta hỏi là what do you do? Tức là con và bạn làm gì? Thì con trả lời là tớ, I surf the internet. Rồi, bây giờ mình xem xét cái công thức của nó nhé. Công thức là gì nào? Khi mà bà con được hỏi là what do you do in your free time? Thì con trả lời, một bạn khác trả lời này, I go to the cinema. Tức là bạn ấy nói là bạn ấy đi đến cinema. Ok, vậy khi mà mình được hỏi mình làm gì thì mình sẽ nói là ai là tớ rồi cộng với một cái hành động I go to the cinema và cái hành động này để nguyên không thêm cái gì bất kỳ đằng sau cái hành động này đấy
Bây giờ con nói là con tập karate thì con nói như thế nào nhỉ? What do you do in your free time? Đấy, cô hỏi con ấy, con trả lời đi. I do karate. Đấy, I do karate. Thế thì bây giờ không karate nữa thì con draw pictures, con vẽ tranh. Con nói nào? I draw pictures. Ok. Bây giờ con đi sở thú nhá. Câu hỏi này, what do you do in your free time? Con trả lời đi. I go to the zoo. Ok, very good. Rồi, vậy chúng ta có cách dùng này, công thức. Bây giờ hãy xem chúng ta cần chú ý cái gì nhá. Chúng ta có cái từ go. Go to, nếu mà có một cái địa điểm thì mình sẽ dùng go to cộng với địa điểm đấy. Ví dụ như là mình đi công viên thì mình sẽ nói là go to the park. Hoặc là mình đi xem phim thì mình sẽ nói là go to the cinema. Ok? Nhưng mà ngược lại, nếu mà go mà cộng với một cái hành động ở đằng sau, ví dụ đi bơi hoặc là đi mua sắm hoặc đi câu cá, đấy là cái hành động, thì cái hành động của con phải thêm ing ở đằng sau nữa. Ví dụ, nếu mà đi mua sắm thì con nói như thế nào nhỉ? Go shopping. Go shopping. Ok. Còn đi câu cá, go fishing. Right. Vậy là xong lesson 1. Bây giờ sang lesson 2 nhá. Lesson 2 người ta nói gì với mình nào? Chúng ta lại bắt đầu bằng một ví dụ như mọi khi này. What does your father do in his free time? Tức là bố của cậu, bố của con ấy, bố của bạn ấy làm gì trong thời gian rảnh rỗi của ông ấy? Thì bạn ấy trả lời này. He walks in the garden, tức là ông ấy hoặc là bố tớ. He là anh ấy, ông ấy đúng không? Giới tính nam. Works in the garden, tức là ông thì làm việc ở trong vườn. Thế. Rồi, vậy các con cũng đã đoán được ra cách dùng rồi đúng không? Nếu như lúc nãy mình hỏi và trả lời về những cái thói quen cũng như là cái sở thích thời gian rảnh rỗi của chính bản thân mình thì bài này, cái tiết này mình sẽ hỏi và trả lời thời gian rảnh rỗi của người khác. Ở đây là father đúng không? Ở đây là gì đây? What does your mother do in her free time? Mẹ của cậu, mẹ của ấy, mẹ của bạn thì làm gì trong thời gian rảnh rỗi của cô ấy, của bà ấy? Và đây là cấu trúc dùng để hỏi về hoạt động thời gian rảnh rỗi của người khác. Khi mình trả lời này, trả lời là mẹ tớ này, mẹ này, cô ấy này. Cô ấy đi mua sắm nhỉ? Mẹ này, mẹ đi mua sắm này. She goes shopping. She goes shopping. Mẹ đi mua sắm. Ôi, đây là ước mơ của rất nhiều bà mẹ đúng không? Ước mơ thứ nhất là có thời gian rảnh rỗi. Và ước mơ thứ hai là nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì được đi mua sắm. Mẹ của chúng ta thật là tuyệt vời phải không? Rồi, bây giờ sang phần công thức. Rồi. What does cộng với một người nhé. Đây là cộng với một người nào đó mà không phải là cái người đối diện với mình. Do in his hay là her free time. His này là dành cho người nam, còn her này là dành cho người nữ. Her là của cô ấy, thời gian rảnh rỗi của cô ấy, còn his là thời gian rảnh rỗi của anh ấy. Rồi, bây giờ mình thử hỏi xem là anh trai của cậu đấy, làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Mình hỏi như nào nhỉ? What does your cộng với your brother, ok, do in in gì? Đàn con trai con gái nhỉ? Anh đúng không? His free time. Ok, bây giờ mình hỏi đến chị gái đi. Chị gái của cậu làm gì nào? What does your sister do in in gì ạ? Con gái thì là her free time. Ok, rồi. Khi mình trả lời này, she goes swimming. She goes swimming. Ok. Bởi vì ở trên mình hỏi mình có câu hỏi là she, cho nên ở dưới mình cũng trả lời là she. Ở trên là con gái, ở trên là sister thì ở đây cũng trả lời là she. Nhưng nếu mà ở trên là con trai, brother thì ở đây mình sẽ trả lời là he, bởi vì he đại diện cho con trai. Rồi. Và cộng với hành động, cái hành động này phải thêm sc ở đằng sau hoặc là es. Nếu như khi mà ở bài lesson 1 ấy, ở đây nếu mà cái ngôi I ấy, thì cộng với hành động không thêm gì hết ở đằng sau.
Thì với ngôi she và ngôi he thì hành động phải thêm sc hoặc là es. Trong trường hợp này chữ goes thêm chữ es. Mình thử với một số hành động khác nhé. Ví dụ như là mẹ tớ thì làm vườn, làm ở trong vườn thì nói thế nào? She works in the garden. Ok. Thế anh trai tớ nghe nhạc nói nào? Anh trai là he đúng không? Brother. What does your brother do in his free time? Và trả lời là anh ấy nghe nhạc thì nói là he rồi cộng với listens to music. Ok. Vậy cái chữ listens này thêm se, chữ works cũng thêm s, nhưng mà cái chữ does karate nó lại thêm es này. Bây giờ hỏi là bố của cậu làm gì trong thời gian rảnh này? What does your father do in his free time? Thì mình trả lời là he cộng với does karate. Đấy, các con chú ý nhá. Những cái trường hợp mà thêm một số động từ được thêm es và một số động từ khác thì chỉ được thêm s thì thôi. Ok. Vậy khi dùng cái cấu trúc này thì chúng ta cần chú ý điều gì? Chúng ta cần phải chú ý cái sự hòa hợp của câu và từ. Lấy ví dụ nhá. What do you do in your free time? Thì ngoài việc mình chia do cho ngôi you, does cho ngôi he, does cho ngôi she đúng không? Your mother là một người khác, vậy she, người phụ nữ, she. Ngoài việc mình chia đúng cái động từ đấy ra thì mình còn phải chia đúng cái sở hữu ở đằng sau nữa. Ví dụ này, người ta hỏi you thì phải là trong thời gian rảnh rỗi của bạn chứ. Your free time. Đấy. Chứ không phải là what do you do in my free time, được, không thể nào là của mình được đúng không? Mà là bạn của bạn đúng không? Rồi, đây cũng thế, what does he do, thời gian rảnh rỗi của anh ấy phải là his free time. Hoặc là what does your mother do, mẹ làm gì trong thời gian rảnh rỗi của her free time, in her free time mới được. Vậy các con phải chú ý được là một cái câu nó phải logic, nó phải chia đúng cái động từ đấy thì nó mới là một câu hoàn chỉnh, một câu tốt được. Rồi, vậy là chúng ta đã đi cùng nhau hết lesson 1 và lesson 2. Cô có một số bài tập điện tử sau cái bài này. Thì bạn nào đăng ký lớp học online của cô thì cô sẽ gửi trên Google Classroom. Còn bạn nào không thì cô hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh của cô nhé. Goodbye, butterfly.